Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của bên mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một cái bọc ốp vô lăng carbon fiber hàng của Nhật cao cấp dùng cho ô tô nhé. Và cái này nó sẽ bọc vô lăng cho ô tô này. Đây là trên màn hình các bạn thấy này, là cái hộp của sản phẩm. Đây, hộp của sản phẩm đấy, các bạn có thể thấy này. Đây là mô tả này, cái ốp này và bọc vào cái vô lăng của ô tô đây nhé. Và dưới này cũng thế này. Đây, một bộ thì nó sẽ có hai cái bên trái bên phải, mình ốp vào như thế này. Và đây là các góc của hộp này. Đây là mặt sau này. Mặt sau thì in hoàn toàn bằng tiếng của Nhật nhé. Đó. Và đây là một số cái mã vạch này, mã vạch 49, mã của Nhật nhé. Còn cái này là Made in China. Made in China là nhà máy nó đặt ở bên Trung Quốc sản xuất và hàng xuất sang bán nguyên cho thị trường của Nhật, nên là nó có cái mã vạch đầu 49 này. Các bạn có thể tìm hiểu trên Google mã vạch đầu 49 thì nó sẽ ra là mã vạch của Nhật nhé. Và hoàn toàn ở trên hộp này in hoàn toàn tất cả đều bằng tiếng của Nhật hết. Và đây là một số thông tin này về kích thước này. Kích thước của cái này là 13 x 36 nhân với 4,5 cm nhé. Đây nó ghi mili, mình đổi sang centi là 13 x 36 x 4,5. Và bộ thì nó có hai màu, màu đen và màu đỏ. Thì các bạn thích lấy màu nào thì bên mình có màu đấy cho các bạn. Đây, và đây một số thông tin này. Và cái này là của hãng Bonform nhé. Đây là tên thương hiệu này và logo của nó đây, các bạn có thể thấy đấy. Và mã vạch QR này. Và một số này. Đây, bây giờ mình sẽ mở hộp sản phẩm cho bạn cùng xem nhé. Đây là tất cả trong hộp này, mình bỏ hộp sang bên cạnh nhé. Đó, và đây là trong hộp sản phẩm, có hai cái, một cái dùng cho bên trái, một cái dùng cho bên phải. Đó. Đây. Và cái này thì nó là cái miếng đệm mút bằng xốp cho nó chống trơn trượt nhé. Thì mình cũng mở ra luôn này. Đó, bộ hai miếng. Cái này thì nó làm hoàn toàn bằng carbon này, các bạn có thể thấy đường vân carbon rất là đẹp này. Và bên trong nó làm bằng nhựa carbon nhé. Đây, làm hoàn toàn bằng nhựa carbon này. Và bên ngoài này thì nó là có một lớp da carbon nhé, nó làm da mềm, cầm khá là chắc chắn và đầm tay chắc chắn. Và các góc các cạnh này nó cũng bọc da như bên ngoài này, vào tít tận sâu bên trong đấy, bạn có thể thấy này, bọc sâu bên trong. Và khi đến đây thì đường cong này thì bắt buộc là nó phải cắt một chút ra để nó uốn, nó bó sát vào đường cong nhé. Đấy, các bạn có thể thấy này, nó bọc hết các mép nên là sờ rất là mềm mại, không bị cấn tay hay không bị đau cứng, nhức đau tay đấy ạ. Chính nếu mà nó không bọc hết viền thì cầm nó khá là đau tay như một số các sản phẩm khác. Còn cái này nó bọc kín hết viền nhé, nên là cầm này rất là thoải mái và không bị đau tay, không cấn tay gì. Đó, và đổ môi tay ra cũng không bị lo trơn trượt. Cầm rất là chắc chắn luôn ạ. Đấy, bạn có thể thấy này, cầm lái xe an toàn và chắc chắn này, hai bên. Và bên trong này thì nó không bọc nên là nó sẽ, nhà sản xuất sẽ lo sợ là khi bị có thể bị trơn trượt khi mà ốp vào, thì vuốt cầm lái thế này thì nó sẽ bị trơn ở bên trong đấy ạ. Đó, thì nhà sản xuất có tặng kèm thêm hai cái miếng này, mình có thể dán vào bên trong này. Đây, và bên dưới này nó sẽ có một lớp keo nhé. Thì các bạn bóc cái lớp keo này ra này, bóc cái lớp giấy này ra, nó sẽ có lớp keo. Keo thì mình sẽ dán vào bên trong này. Dán đây, ví dụ là bóc ra rồi nhé, thì đây các bạn có thể dán nó vào bên trong này, dán như thế này, các bạn đẩy nó vào thôi. Cái này nó là dạng xốp mềm, dùng để chống trơn trượt. Nó khi ốp vào, dán vào trong như này thì nó sẽ bên trong. Và đây các bạn có thể thấy là những cái đường vân này thì nó sẽ hạn chế chống trơn trượt, nhất là chất liệu nó bằng xốp nữa nên là không bị trơn trượt nhé. Đó. Và khi mà dán xong thế này rồi thì bạn ốp nó vào trong cái vô lăng của ô tô. Nó là kích thước nhất định rồi nên là dùng được tất cả các loại xe luôn ạ. Đó. Và các bạn chỉ cần ốp đẩy nó vào là được. Ví dụ mà không muốn dùng nữa thì bạn lại cạy nó ra, kiểu cầm cái đầu bửa nó ra thì nó sẽ
ra dần đấy. Đó. Tháo lắp rất là đơn giản và dễ dàng nhé. Đây. Đây vào bên trong này. Chất liệu carbon này rất là đẹp luôn ạ. Và màu đen nữa. Ngoài màu đen ra thì cũng có màu đỏ như lúc nãy mình có bảo nhé. Đây nó có hai màu, màu đen và màu đỏ. Thì cái này nó là hộp này nó là màu đen nhé. Dùng được tất cả các loại xe luôn ạ. Từ xe cao cấp cho đến xe trung bình, xe bình dân cũng đều có thể dùng được một kích thước nhất định. Và dùng được cho cả loại ốp vô lăng độ cũng như là vô lăng tròn nhé. Đây, vô lăng tròn dùng được này. Vô lăng dạng bên dưới này nó hình thẳng cũng có thể dùng được nhé. Bởi vì nó chỉ ốp đạn đằng trên này thôi. Đây, ốp xuống đạn đằng trên này. Thì vừa hay là đến cái vòng cua này vẫn có thể dùng bình thường. Đó, và bên này cũng tương tự đó. Các bạn bóc cái giấy này ra rồi các bạn dán nó vào đây. Xong ốp vào xe nó sẽ dính chắc và nó an toàn. Đó, nó dính keo vào đây. Và cái độ nhám này nó dính vào vô lăng, không bị trơn trượt luôn. Ví dụ cầm lái rất là đầm tay luôn. Và ví dụ các bạn có thiết bị đổ mồ hôi tay ra thì cầm vào cái carbon dạng như thế này, nó sẽ gọi là thấm, không bị mồ hôi tay, nó làm trơn trượt giống như các loại vô lăng trơn bình thường. Cái này nó có làm độ nhám nữa, nên là nhám dù gì nó cũng không bị dính mồ hôi tay như cái loại trơn bóng đó. Nên là khi mà lựa chọn ốp dùng thì các bạn cũng nên lưu ý là lựa chọn cái loại nhám như thế này thay vì những cái loại bóng. Loại bóng thì nó trơn, nó lại càng trơn hơn nhỉ. Đó. Đấy thì dùng xong, ví dụ các bạn không muốn dùng lúc nào mà cầm thay, muốn thay đổi cảm giác lái, các bạn có thể bóc ra. Thì các bạn bóc ra nó đơn giản thôi, bỏ ra là được. Còn cái miếng mút này các bạn dán thì dán cố định luôn nhé. Đó. Rất là thoải mái đấy. Đây là ốp vào thì nó sẽ dạng hình tròn như thế này đấy. Đây, bên này cũng vậy đấy. Ốp vào đây. Đó. Và cầm lái. Đấy, các bạn có thể xem qua này. Rất là đẹp. Đó. Vân carbon này. Hàng chính hãng của Nhật. Bán tại thị trường của Nhật. Và được bên mình đặt trực tiếp từ bên Nhật về nhé. Đó. Và nếu bạn có nhu cầu muốn mua ốp vô lăng dùng cho ô tô này thì hãy liên hệ với bên mình qua số hotline cũng như là Zalo mình để trên góc màn hình nhé. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo.